Rồi bữa nay ăn mút bang nha, hủ tiếu khô, nước sốt cho tôi làm. Đó thì miếng nước tương đi. Ai ăn chanh thì tặng chanh vô. Má cục xương ống xuất sắc chưa? Đó, tắt mỡ đâu coi phụ. Mình không thích ăn nước sốt nhiều, mình không thích gì vừa. Mời nha. Ngồi thích ăn rau nè, rau cải với ngò. Tóp mỡ giòn lắm, thơm. Đan Kiều. Trời ơi, tép mỡ nó béo quá rồi. Trời, mình vô miếng ngớt nữa. Đó. Quá. Rau mình nhiều ngon nè. Bé ơi, tép mỡ nè bé. Béo. Trong hút mà để 1 tỷ á. Muốn 1 tỷ á hả? Ừ. Ủa, má ơi, béo quá má ơi. Lúc chung về trong không má? Cái súp gì ngon không? Ngon. Hmm.